Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Hôm trước thì cô đã giới thiệu cho chúng ta về máy tính bỏ túi, đúng không nào? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng máy tính bỏ túi để giải các bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm. Nào, bây giờ quan sát lên trên bảng của cô. Ở đây cô sẽ có ví dụ 1 như sau. Các con đồng thời quan sát ở trong sách giáo khoa của mình nhé. Thì đề bài là gì? Tính tỷ số phần trăm của 7 và 40. Nếu như cô muốn sử dụng máy tính bỏ túi để cô tính thì chúng ta sẽ lần lượt ấn các phím như sau. Nào, 7 chia 40 thì chúng ta bấm 4 phím như vậy và bấm lên dấu bằng, đúng không nào? Thế thì trên màn hình của chúng ta sẽ xuất hiện kết quả là 0.175. Tức là gì? Tức là máy đã tính ra là 7 chia cho 40 bằng 0.175. Tức là sau khi mà chúng ta tìm được thương của hai số này rồi thì chúng ta có thể suy ra tỷ số phần trăm là gì? Lấy 0.175 nhân với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải, đúng không nào? Cô được kết quả là 17.5%. Chú ý là chúng ta có thể lần lượt ấn các phím như sau. 7 chia 40 phần trăm nhá. Trên màn hình máy tính bỏ túi của các con có phím phần trăm, đúng không nào? Cho nên chúng ta có thể ghi là 7 chia cho 40, sau đó viết thêm một phím nữa, đó là phím phần trăm. Thì khi đó trên màn hình sẽ xuất hiện số 17.5, được chưa nào? Thì đây chính là kết quả 17.5%. Đó, thì đây là ví dụ số 1. Ví dụ số 2, đề bài yêu cầu tính 34% của số 56. Vậy ở đây chúng ta sẽ lần lượt ấn các phím như sau. Cô lấy 56 nhân với 34 rồi viết thêm một bấm thêm một ký hiệu phần trăm nữa thì trên màn hình sẽ xuất hiện kết quả là 19.04. Vì sau khi mà chúng ta bấm như vậy rồi thì tức là máy đã tính là gì? 34% của 56, tức là phép nhân 56 nhân với 34% thì bằng 56 nhân 34 chia cho 100 và kết quả ra 19.04, được chưa nào? Ví dụ số 3 nào. Tìm một số biết 65% của nó bằng 78. Nào, 65% của cái số đó bằng 78. Vậy muốn tìm số đó thì chúng ta phải lấy 78 chia cho 65%, đúng không nào? Thế chúng ta sẽ lần lượt ấn các phím 78 chia 65, sau đó thêm phím phần trăm nữa. Và trên màn hình xuất hiện kết quả là 120. Tức là máy đã tính cho chúng ta là gì? Số đó sẽ là số 120. Thì 65% của 120 chính là 78. Các con đã hiểu chưa nào? Đấy, thì qua ba cái ví dụ vừa rồi chúng ta đã sử dụng máy tính bỏ túi để giải các bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng với bài tập số 1. Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường, được chưa nào? Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó. Thế bây giờ các con quan sát này. Ở đây cô có tất cả 4 hà, 4 trường. An Hà, An Hải, An Dương và gì đây? Được chưa nào? Thế thì số học sinh này. Số học sinh ở trường An Hà là 612, còn số học sinh nữ là 311. Đấy, lần lượt như vậy. Vậy yêu cầu chúng ta là tính tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh. Thế thì đương nhiên là tìm tỷ số phần trăm của số học sinh nữ với tổng số học sinh thì chúng ta phải lấy số học sinh nữ chia cho tổng số học sinh, đúng không nào? Rồi nhân với 100% và viết thêm ký hiệu phần trăm. Vậy ở đây chúng ta sẽ vận dụng đúng quy tắc sử dụng máy tính bỏ túi như cô vừa hướng dẫn. Các con hãy cầm máy tính bỏ túi của mình lên và cùng cô thực hiện tính ra xem tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh là bao nhiêu. Nào, trong trường hợp đầu tiên, số học sinh nữ là 311, vậy chúng ta phải bấm phím 3, phím 1, phím 1, đúng không nào? Sau đó chia cho gì? Chia cho 612, chia này, phím 6, phím 1, phím 2, được chưa nào? Và các con bấm thêm ký hiệu phần trăm nữa, thì chúng ta sẽ được kết quả là gì? Một dãy số dài, đúng không nào? 0.50816 vân vân, thì chúng ta sẽ lấy cho cô đến khoảng 4 chữ số ở phần thập phân, nhá. Đấy, thì ở đây
Sau khi mà chúng ta đã bấm ra kết quả như vậy rồi thì chúng ta viết thêm ký hiệu phần trăm, cô sẽ có là gì? 50,81%. Được chưa nào? Tương tự trường hợp thứ hai, 294 học sinh nữ, cô sẽ bấm 294 chia cho 578, 578, được chưa nào? Và kết quả của chúng ta ra là gì? 0.5086 vân vân vân. Thế cô cũng lấy đến gì nhỉ? 4 chữ số ở phần tập phân để sau khi cô nhân với 100% thì cô sẽ có kết quả là 50,86%. Được chưa nào? Trường hợp thứ ba này, số học sinh nữ là 356, 356 chia cho 714. Các con bấm lần lượt các phím như vậy trên bàn phím nha. Kết quả là 0.4985 vân vân vân, rất dài. Thế chúng ta chỉ lấy đến 4 chữ số thập phân thôi. Và cô nhân với 100 thì cô sẽ được kết quả là gì? 49,85%. Được chưa nào? Và cuối cùng, số học sinh nữ là 400 chia cho 807 học sinh toàn trường. Được chưa nào? Đấy thì chúng ta ra kết quả là 0.4956 vân vân. Thì cô nhân với 100% để cô quy đổi nó về tỷ số phần trăm, cô sẽ có kết quả là 49,56%. Đó, đây chính là bài tập đầu tiên của chúng mình, bài tập số 1, tính tỷ số phần trăm của hai đại lượng dựa vào máy tính bỏ túi rất là nhanh, đúng không nào? Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây sẽ là bài tập số 2. Bài tập này thì đề bài cho là gì? Trung bình xay sát một tạ thóc thu được 69kg gạo, tức tỷ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi tính số gạo thu được khi xay sát thóc và viết vào ô trống. Nào, quan sát lên trên bảng này của cô. Cô bên này là số kg thóc. Vậy người ta muốn hỏi xem là khi xay từng này kg thóc thì sẽ được bao nhiêu kg gạo? Biết tỷ số phần trăm giữa gạo và thóc là 69%. Vậy thì đối với bài toán này chúng ta thấy là gì? Ví dụ như chúng ta tính 69% của 100kg thóc thì chúng ta sẽ ấn các phím là gì? 100 nhân 69% bằng, đúng không nào? Khi đó thì trên màn hình xuất hiện kết quả là 69. Vậy chúng ta sẽ ghi kết quả vào trong bảng. Thế bây giờ cô và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tương tự đối với trường hợp tiếp theo. 150kg thóc. Nào, 150kg thóc thì chúng ta sẽ làm như sau. Bấm cho cô phím này, 150 nhân với bao nhiêu? Nhân với 69 và thêm ký hiệu phần trăm, đúng không nào? Vậy kết quả của cô ra là 103.5 trên máy tính, tức là 103,5kg, đúng không nào? Tiếp tục, với 125kg thóc thì sao? 69%, kết quả hiện trên màn hình là 86.25, tức là 86,25kg gạo. Thế còn thóc là 110 nào, 110 nhân với 69%, chúng ta ra kết quả là 75,9kg gạo. Thế bây giờ trường hợp cuối cùng có 88kg thóc. Nào, 88 nhân 69%, cô ra kết quả là 60,72kg. Đó, thì các con hiểu chưa nào? Ở trường hợp này tức là chúng ta đang tìm gì nhỉ? 69% của một số bất kỳ thì chúng ta thực hiện giống như cô vừa hướng dẫn nhé. Bây giờ thì cô và chúng ta sẽ cùng bước sang bài cuối cùng trong bài học ngày hôm nay nhé. Bài tập số 3 thì đề bài cho là gì? Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là? Có 3 trường hợp. Trường hợp A là 30.000 đồng, trường hợp B là 60.000 đồng và trường hợp C là 90.000 đồng. Đề bài yêu cầu chúng ta dùng máy tính bỏ túi để tính. Vậy phân tích một chút này. Ở trong bài toán này chúng ta biết được là lãi suất là 0,6%, đúng không nào? Và chúng ta biết được số tiền lãi rồi.
Bây giờ muốn đi tìm số tiền mà phải gửi vào thì chúng ta sẽ phải tìm như thế nào? À, tính số tiền vốn thì chúng ta phải lấy số tiền lãi chia cho 0,6%, đúng không nào? Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cho cô sử dụng máy tính bỏ túi để tìm cho cô xem số tiền vốn mà gửi trong từng trường hợp sẽ như thế nào. Với trường hợp A để có lãi là 30.000 đồng thì chúng mình sẽ phải lấy gì? 30.000 đồng này chúng mình chia cho 0,6%, đúng không nào? Vậy các con sẽ bấm các phím nhé, 3 này, 4 số 0, được chưa? Bấm đến phím chia, rồi 0.6 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Sau đó bấm phím bằng. À đấy, thì chúng ta sẽ ra kết quả là 5 triệu, đúng không nào? Trong trường hợp đầu tiên trên màn hình hiện ra thì chỗ này tiền vốn sẽ phải là 5 triệu đồng. Xong chưa nào? Trường hợp B với lãi suất là 60.000 đồng thì chúng ta lại bấm tương tự như trường hợp A, đúng không nào? 60.000 đồng lãi suất chia cho 0,6%, thì ở đây người ta ra kết quả là, à ra là 10 triệu đồng, đúng không nào? 10 triệu đồng, gấp đôi phần trên. Đấy, phải gửi 10 triệu đồng thì mới có lãi suất như kia. Thế còn 90.000 đồng thì sao? 90.000 đồng chúng ta lại thực hiện bấm các phím tương tự cho cô, thì chúng ta ra là 15 triệu. 15 triệu. Xong chưa nào? Đó, thì đây chính là bài tập số 3 của chúng mình. Thế thì trong bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn chúng ta cách sử dụng máy tính bỏ túi để chúng ta có thể giải các bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm. Thế thì về nhà các con sẽ ôn lại toàn bộ các kiến thức trong chương này cho cô, liên quan đến số thập phân này, rồi tỷ số phần trăm, có rất là nhiều các bài tập cũng như là phần lý thuyết mà chúng mình cần phải học. Hẹn gặp lại chúng mình ở những bài học lần sau nhé. Xin chào. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.